Ok, nên mình có một thông báo nhỏ nhỏ rất là ngắn muốn nói tới em, đó là vào lúc 8 giờ tối hàng ngày và mỗi tối luôn thì mình sẽ live stream với em ở trên ứng dụng Nodalize này. Thì mong anh em vào ủng hộ mình. Anh em có thể tìm phòng mình với cái tên đó chính là Biosegi này. Anh em bấm enter cái là nó sẽ ra mình. Thì ứng dụng này nó cũng có thể tải được trên điện thoại anh em với tên là Nodalize luôn. Anh em có thể vào CH Play hoặc là cửa hàng của iOS gì đó anh em tải. Thì tìm mình cũng có tên là BWCG luôn. Thì mong là anh em ủng hộ mình vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Mình sẽ livestream ở đây. Và anh em đừng quên một điều nữa là đó chính là anh em hãy bấm theo dõi mình nha anh em ơi. Bấm theo dõi để nhận được thông báo về livestream của mình nha anh em ơi. Trên điện thoại và trên máy tính cũng đều theo dõi được nhé. Thì ok, chúc anh em xem vui video vui vẻ nha. Hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình nha. Mình là BWC đây và chào mừng anh em đã quay trở lại cái series mà BWC đến thường và cùng làm đồ dĩ với anh em nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại cái series đó và cũng phần tướng đó chính là con Revenge này. Và lên một cái build đồ phải chi nó rất là đầu đen mày rất là dị luôn, đó chính là Revenge full chí mạng. Và mình đã mang các bạn đó chính là gì ta, cái gì mà tăng tốc đánh anh em, cái gì mà phá bỏ giới hạn tốc đánh anh em đó, mang các bạn đó. Thì thôi cho anh em nghĩ đến cái cảnh tượng mà Revenge nó 100% chí mạng cùng với đó là mấy trăm đam cộng với là full tốc đánh nó chọt như thế nào thì thôi chứ. À, chọt ở trước luôn nè. Còn này anh em mình ở đúng không các bạn, tên là nhiệt độ chết người. Đúng rồi, anh em muốn xem mình làm thịt thằng này không, mình mang thư đốt mà anh em. Đó, chơi nó liền chứ phết một lúc liền. Giỡn mặt nè, ngáo ngơ là chết liền. Thanh niên hình như không biết mà mang thứ đốt hay sao á, tại vì rất là ít người chơi nào mà mang thứ đốt chơi Revenge. Úc muốn găng à, mà tin tư bật mình lại luôn không, đầu đen. Giỡn, rất là lâu rồi chưa chơi Revenge nên nếu mà chơi ngu thì mong em thông cảm và bỏ qua nha. Ít đồ chơi mình kìa nè. Wow, lướt nè, chọt mà nè. Anh em có thể thấy là mới level 3 thôi mà tốc đánh là đã 1 chấm rồi anh em. Với cái bản nhiệt độ chết người này thì anh em có thể lên tốc đánh thì phải nói là vô đối luôn á. Thiệt, video này đạo đen xem là nghiện. Và nếu như anh em thích cái video này thì anh em đừng quên nhấn ba cho mình một like anh em ơi, cũng như là đăng ký ủng hộ mình. Và nếu được thì anh em hãy click quảng cáo giúp mình nha, cảm ơn em rất nhiều. Và anh em có yêu cầu gì hay á, anh em hãy cứ bình luận ở phía dưới, mình sẽ xem xét từng cái yêu cầu của anh em để mình làm. Cái này thật sự có hay, cái ý tưởng thì mình sẽ làm nha anh em. Đấy, như cái này là mình chơi Revenge mà lên 100% crit full tốc đánh và mang bản nhiệt độ chết người cùng với đó là mấy trăm đam và lay thôi với anh em. Mình mà được chọt như thằng AD nó được bắn thì thôi chứ thật sự là team nó chết hết với mình. Đấy, lúc đầu thì đi lane thì cẩn thận chứ thôi là phế. Mình cũng chưa bao giờ đi lane nhiều với con Claire này nên cũng không có biết rõ skill cũng như là cách khắc chế nó lắm. Nhưng mà mình sẽ cầm con này mình xúc luôn. Ngại gì? Ngại gì? Đấy, mất ngựa là đầu đen mày phế liền. Mất ngựa là chết liền. Đấy, đấy. Nó mất ngựa là nó kiểu như là nó đù lắm anh em mà. Cái con Claire này nè. Lần đây rồi, xong mày rồi. Ok, rồi qua bắn đầu quá anh em. Hay quá, Nidalee mình giết Nidalee nó rồi, ngon stream. Chơi cái build này á thì mình xin nhắc lại với anh em luôn là không cần phát huy, tại vì mình sợ anh em phát quy nó còn chậm hơn cái đòn đánh thường của nó được gây ra anh em, tại vì nó full tốc đánh mà nên khá là bé. Đấy, chọc chết nó luôn, chết liền thôi, quá ghê. Nhưng mình đã nói là con này móc ngựa là nó kiểu như là nó đù lắm em à. Mong trim chơi con này mà lên cái video này á, mình khuyên anh em đừng có nên phát quy khi mà mình không rành, giống như mình tí về lay là mình khỏi phát quy luôn, mình cứ quy vô mình chọc thường, xong rồi mình xịt tu nó mình chọc thường, mình quy nó mình chọc thường, khỏi cần phát quy luôn.
Tại vì mình chắc chắn anh em rằng là cái đòn đánh thường của ông này khi mà về lay mình full đồ tốc đánh đó anh em, cũng như là chí mạng là cái anh em luôn, là tốc đánh là cái chọc thường của mình nó còn nhanh hơn cái phát quy nữa. Đấy, lần kiếm BF món đầu tiên mình sẽ lên đó chính là cái phong thần kiếm này. Lên cái phong thần kiếm kiểu như là anh em để là với mày 100% chí mạng ở đó, nhưng mà chỉ được trên một đòn đánh thôi. Nên mình lên cái này để cho anh em test sức mạnh trước cho nó có đam. Tí nữa mình lên vài món chí mạng nữa thì thôi chọt, nó là hơi bị thốn luôn. Mày có clip này ngáo là mình xúc liền anh em. Có R, có thư đốt nè. Hơn nó rất là nhiều tiền. Ở đâu rồi ta? Where are you now? Ồ, nó kia kìa. Thằng này nó lại chơi skill âm chủ chi thuật rồi. Đánh ghét mấy thằng này. Đậu đây mày, đậu đây mày. Có cơ hội là xúc liền anh em. Và anh em đừng quên là cái phong thần kiếm này là nó cho anh em rất nhiều tốc đánh nha. Anh em đừng có nghĩ nó chỉ có một cái dao găm thôi là nó không cho anh em nhiều tốc đánh, mà thật sự cái phong thần kiếm này là nếu mình nhớ không nhầm là cho tận 35% tốc đánh lần anh em. Nó gần bằng cái tam hợp kiếm luôn, và cũng như là cái mai vũ luôn. Ô có chuối anh em ơi, level 4 mà xúc được, xúc được. Chạy đâu, chạy đâu, chạy đâu nè, hơn dễ sợ luôn. Cái cú chiếm thường kiệt anh em, thôi là dưới lại ké thôi. Xúc này, xúc nè, cái số ơi anh tin nè, thấy quỷ đó rồi. Ngon 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 ngon. Ô hai máy giọt anh em. Wow, băng trụ với nó là quá tuyệt vời luôn. May mà Yasuo nó hiểu ý mình, mình quay vào nó rồi chứ Yasuo mà nó không hiểu ý mình thôi chứ là pha đó là một pha mà ốc chó của Biusagi rồi, chắc chắn anh em luôn á. Ngon rồi, phong thần kiếm được hoàn thành anh em, một món đồ rồi. Một cái giày nào, let's go. Nãy mất hết tóc biến rồi, thiêu đốt rồi, rồi đã giết thằng Nidalee rồi. Giờ lên top này chơi cầm hò với thằng mặt nồi Kled thôi. Dí, wow, Dí chơi kiểu như là sợ chết anh em. Phải đó, chúng quy của Nidalee làm bị chết. Bay vào super luôn chứ. Kệ gì chơi gì nó cũng tốt, đang tốt về một phần nào đó. Rồi xong 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 xong. Xuống này, tôi xuống này, tôi xuống này. Chạy lẹ cái hàng không nổ kìa ba. Đánh solo luôn mới chết chứ. Chạy xuống hạt không nổ kìa, bấm qua tôi cứu cho. Mày thích kiểu đưa đầu đi, mày lúc cần khô máu thì không khô, lúc mà hết máu thì lại thích khô, mày quéo luôn á. Hết máu khô là quéo luôn anh em. Còn đầy máu thì chơi là không chơi. Clay nó mất anti rồi anh em. Thì là hờ nhau rồi. Giờ có thể xúc nó easy. Ồ nó có red kìa, ngon. Mình biết là nó có red là mình bất lợi, nhưng mà nếu mình giết được nó là mình rất là ngon, đúng không? Mình cướp được red của nó luôn. Đấy, anh em thấy nó lướt về không? Ê, Nidalee kìa, Nidalee cướp rừng kìa, Nidalee cướp rừng kìa. Đợi tôi, đợi tôi, đợi tôi. Rồi, chạy về đây anh em. Yasuo, xúc nó, Yasuo, Yasuo, Yasuo. Yasuo xuống nè. Yasuo có, Yasuo có rò rồi, hang, hang, hang. Có rò nè, Yasuo ơi. Rò đó. Ôi, ok, Yasuo không rò cũng được. Chắc Yasuo đó không phải ứng kịp anh em à. Bằng chủ giết này luôn nè anh em, mới level 5 thôi. Có chọn nè. Trời ơi, bao thấm luôn á. Thật sự luôn, con Revenge mày xanh đó là nó lên build đồ nào cũng mạnh cả anh em. Thời anh em luôn top, làm YouTube phải không? Ok, mình cười cho bạn biết thôi chứ có nhiều cũng không làm được gì. Mong là bạn ủng hộ mình và mong anh em cũng ủng hộ mình nhé. Rồi, món nào đây ta, giờ sẽ lên giao điện hay sao. Ok, giao điện cũng được, giao điện nó cũng mạnh. Sẽ là con Revenge mà nó xanh đó là nó lên sắc lực, hay là lên one shot, hay là lên tăng, hay là lên đầu đen mày chí mạng đồ, nó cũng mạnh đó cả anh em. Tôi xem YouTube của ông suốt. Ồ, đầu em cảm ơn bạn nhiều luôn. Sợ là đánh mình rất ít khi chat anh em mà, nên là anh em thông cảm nha. Mình phải cảm ơn ổng cái á. Xúc luôn anh em. Trời ơi, chọt kìa. Trời ơi, solo, solo, solo. Ồ, 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 quay bơ. Wow, wow. Ồ, nó mạnh như vậy ta.
mình hơi bị tự sức mạnh anh em, mình 5-0 luôn á, mà nó hình như là 0-3 rồi, quýnh không lạ luôn. Nãy do quá nhiều quá chứ mình cũng không có hút máu rồi anh em. Wow, nó mạnh thiệt. Rồi cái thứ đố nè, giờ nó ngáo lên xúc liền chứ. Hôm nay nó đập nhanh gì. 5-0 rồi anh em, let's go. Và chào mừng các bạn đến với channel của VWSTG. Ông nổ ông thuộc con chèo của tôi luôn rồi. Gắt I like it, yo, baby, oh yeah. Tí nữa phải găng cho bạn nhiều mới được chứ. Bạn ơi, fan mà, không găng theo được. Tuyệt vời, đánh mà gặp mấy ông fan này cũng vui anh em. Đây là lý do mình để tên VWSTG trong cái ad chính á. Đấy, cho anh em biết mình, anh em chờ hỏi mình. Nhiều anh em cũng gặp mình rồi chứ. Xúc rồi nè, ôi hết rồi. Nhảy qua. Rồi, xong rồi. Như nó còn tóc biến cái này mà, nhưng mà không sao, con này là bắt cơ động luôn. Khỏi lo, rồi. Chạy hộ nè. Chết liền, 300 đồng liền, let's go. Nice. Xấu không anh em ơi, ngon rồi. Team mình nó cũng khá là xanh nha, nhất là Yesu đánh cũng ok. Đấy, tôi nói mà Yesu đánh cũng được. Su 2-2 rồi, cũng ok. Lấy cái build đồ chí mạng này là anh em có một cái bất lợi là anh em không có hút máu, nhưng mà được cái là tốc đánh rất là nhanh. Nên tí nữa mà khi mà mình lên đủ 100% chí mạng anh em là mình sẽ lên một món có hút máu để nó khắc phục cái bất tiện này. Rồi mình xúc này nè, này là một chém thôi anh em, thằng này là một chém thôi. Trời ơi đâu chưa một chém mà hình như là 400-500 máu đó anh em. Cái này là chỉ mới có một món thôi đó mà một chém là 400-500 máu rồi. Trời ơi, tí lên full đồ chắc đầu đen mày lướt e cái bật cái r chặt cái thường cái chết luôn á, không có đùa được đâu anh em. Con trem top này nó lại đẩy quái à, nó về rồi, khôn đấy, được đấy, ú nó kìa. Thôi về anh em ơi, về đánh không lại ấy, đừng có tường phục rồi, cứu. Help me. Có ai không? Anybody? Cứu mình với. Rồi xong rồi rồi. Ủa nó vẫn giết được thằng Singeo à. Thằng này nó cứ kiểu như là bị lỗi đam nha anh em. Nhìn nó đầu đen mình fit vờ cờ lờ ra sao mà mạnh gì vậy. Wow, thằng này mà nó được găng chắc mình không có tủ đánh với nó luôn á anh em. Tại vì chất tướng của Riven nó solo khá là mạnh. Không tin được là thằng này đầu đây mới đánh chết mình luôn, mặc dù mình rất là xanh rồi. 8-0 rồi đó. Wow, thằng này mà đẩy đầu game mà rừng nó găng cho nó thì thôi chứ. Thằng này nát rồi. Băng trụ rồi, một pha băng trụ cao cấu gì chém rồi, cấm mẹ chơi gì. JC không, dán này không được chơi rồi anh em. Rồi hai món giao điện và cũng như là phong thần kiếm. Ok. Mình hiện đang sở hữu là 30% chí mạng và với một đòn đánh là 100% chí mạng. Khá là ok với build này. Build này anh em đừng nghĩ là nó không có đam, thực sự là nó ngược lại đó anh em. Build này có đam rất là nhiều với các vô cực kiếm cũng như là các phong thần kiếm. Có đam thì phải nói là vô tư. Và cái build này á, cái tốc đánh, một pha màn solo kill. Cái tốc đánh cái build này thì mình khỏi nói với anh em rồi, thì nó nhanh phải nói là bậc nhất luôn á. Nó Melee về để chết vậy. Melee còn tí máu mà ham vui à. Mình vẫn chơi không sợ mưa rơi hả. Lúc đầu thì mình định mang các bạn đó chính là thu thập hắc ám, nhưng mà bạn đó thì không hợp với build đồ chí mạng này chút nào, nên mình đã suy nghĩ lại và đổi qua các bạn nhiệt độ chết người này thì tăng tốc đánh cho anh em rất là nhanh. Coi thử trận này như nào đã. Xanh thì đăng với anh em đầu đen
không săn đang là gì. Ở đây ở nơi đây bóp tôi rồi nước ấy à, phải đã có hút máu là khát bọt rồi em ơi. Phải đó mà có hút máu là đầu đen mày là ngon lành cành đào rồi. Ok không sao hết, lên build đồ này thì phải chịu anh em. Lên build này là rất là bất lợi cho anh em, một cái điều đó chính là không có giảm thời gian hồi chiêu, nên chiêu hồi rất là lâu và đang chỉ phụ thuộc vào cái đòn đánh thường của mình thôi. Cái thứ hai là anh em không hút máu nên anh em mình nghĩ anh em nên chọn cái khúc mà kiểu như là tem nó tem mình lao vào để chịu mấy cái CC cứng á, thì mình lao vào sâu anh em chứ đừng có lao vào thường, thì mấy revenge khác lao vào được tại vì người ta có đồ, người ta đầu đen mày đồ người ta cá trâu á, xong rồi rút máu nữa. Còn đồ này thì tiếng bối anh em rằng nó rất là giấy luôn á, nó mỏng đầu đen mà như tờ cái tờ giấy luôn, anh em bay vào là chết. Anh em phải cẩn thận khi mà mình bay vào thì không có giáp, không có kháng phép cũng như là không hút máu luôn. Tí nữa và cuối game thì mình sẽ cố gắng mình lên một món hút máu khi mà để full tốc đánh cũng như là full chí mạng, mình sẽ lên món hút máu cho đầu đen mày nó mạnh một tí á. Kiểu này là giết được solo được, đầu đen mày cân 5 được thì hơi bị khó đó, mà solo kill thì easy. Và tem nó mình cân được, thằng này là cân được luôn, đúng không? Nó làm gì kìa? Lát hả? Hỏi chọt anh em, chọt chọt kìa, thấy không? Chết liền nè. Người thanh niên bị máu dùng lên hảo rồi. Anh em có thể thấy là nãy mình chọt anh em có bản nhiệt độ chết người á, nó lên tận 2 chấm tốc đánh. Bật cái R lên mà chiếm thôi cho anh em. Rồi chọt quá nè. Thôi trời, bao nhanh luôn á. Thề mắc nhanh luôn. Đầu đen xuống này, tôi xuống này. Giê-xu ơi, wait for me. Chọt cho tôi, chọt tôi, chọt bò này nó trâu quá, vẫn chọt chết được. Nice. 2.07 tốc đánh là thời điểm hiện tại của mình đang có anh em. Với chỉ hai món đồ thôi mình đã lên được 2.07 rồi, quá tuyệt vời. Chọt nó nè, thấy không? Chọt thấm vào một chọt mà mất đầu đen mày một khúc máu rồi, bằng chủ với nó nè. Chọt nè, chọt nè, rồi chọt nè. Anh em thấy không, mình không cần phát huy luôn á anh em, mình chỉ cần kiểu như là lao ra lao vô rồi đánh thường cái đầu đen mày y chóc luôn, xúc luôn. Chọt nè, chọt nè. Ôi đầu đen mày chọt bao nhanh luôn á, thề anh em luôn. Anh em chơi rồi anh em mới cảm nhận được cái đầu đen mày cái sự đánh nhanh của cái con này là như thế nào. Để tôi không chết, không chết. Oh yeah, thơm lắm, nhìn là thơm lắm chứ gì. Thôi yeah, tôi về tiếp kết bạn với mình nha. Top ok bạn gửi là mời mình chấp nhận thôi, easy. 3k tiền anh em, người ta gọi đây là Big Dubai đó, đánh chiếu mạng. Thì mình nghĩ là mình sẽ lên cái vô cực kiếm anh em, tại vì có cái giao điện rồi, có giao điện là mình có chiếu mạng rồi, mà cái vô cực kiếm này nó có nội tại là gấp đôi chiếu mạng nên khá là ok. Mình bắt rồi hả? Mình khuyên anh em thì anh cũng nên thử build đồ của mình lên một lần, tại vì build đồ của mình là nghiên cứu rất là kỹ rồi mới làm cho anh em xem nên nó cũng khá là mạnh. Thì anh em có thể biến chế một chút cái kiểu của anh em như thế nào thì anh em có thể tấu làm một chút để cho nó hợp với mình. Không phải nhất thiết là phải lên giống đồ mình, nhưng mà lên chí mạng được rồi anh em, rất là mạnh. Mình nghĩ anh em nên lên thử một lần để biết cái sức mạnh của con này là như thế nào. Anh em lên sắc lực ngoài combo ngoài quen rồi đúng không? Chúng ta nên thử với cái đòn đánh thương. Nè con nè, một đòn nó chiếc liền nè. Coi chọn nè, coi chọn nè. À come here baby, đúng rồi, chọt. What the fuck, anh em thấy không? Oh, vãi cả đai, một chọt chết luôn. À không phải chết luôn mà còn có tí máu à anh em. Wow solo, ui anh xin lỗi, em xin lỗi anh ơi, chọt cây xì nửa cây á, đùa anh em, cứ đùa hoài nha. Trước khi chết cũng ráng chọt đựng dây xuồng, ráng chọt đựng dây xiên cái mà nó mất nửa cây luôn á, kinh không?
quá ghê luôn. Nãy đi Lily mình một chọt chết luôn mà đầu đen mình còn cảm thấy mất hồn nữa mà anh em. Một pha solo kill xin gieo bay vào tông click đã quy hụt rồi. Click đang cố chạy con này tên là click đúng không ta? À, đúng rồi, con click này mất con ngựa của mình rồi mà không biết đó có phải là con ngựa hay không nữa anh em. Cái con click cửi á, wow Lucky quay chân đây mà rất là căng não của xin gieo với lại click rồi xong. Wow, con click này nó cứ đầu đen mà cái gì mà nó cứ lỗ đen nữa anh em. Thì xin gieo tên mình rất là xanh luôn rồi đó. Mày click nó cửi của nó là con gì anh em. Nếu mà anh em biết thì đừng qua bình luận ở phía dưới nha, tại vì mình cũng không biết cái con click cửi là cái con củ nùi nữa. Nhìn nó đầu đen mày dị hơn vãi đái ông ngày mai luôn. Rồi chọc Swan nè, Swan I come boy. Nó về rồi, về thôi. Chọt tao đây này. Thốn chưa? Thanh nghiện chưa? Phê chưa? Lên chưa anh em ơi? Ôi tay mới kìa anh em. Từ từ, wait for me. Chết như ly rồi. I'm sorry. Ôi đông thế. Về anh em ơi, về. Oh my god, để nó chọt. Chọt con bò mà mình chọt kìa. Chọt này luôn. Chọt. Quá xui. Nó phải đâu có hút máu là chết hết ba đứa rồi. Xui rồi. Phải đấy chỉ cần chút hút máu anh em ơi, chỉ cần cái huyết trượng thôi á. Thằng bò này mình chọt như chọt con mà. Xì qua nó có hai chọt nó gần chết luôn rồi anh em. Còn thằng Lily á thì anh em tự biết thôi. Khỏi nói luôn, một chọt chết luôn cái sao. Mà phải đó không có hút máu anh em, chọt thì mạnh được nhưng mà nó không hồi máu lại được đâu, đen đó. Xém cân ba được luôn á. Xui. Đó. Mình 90% credit anh em ơi, lên nốt cái ma vũ là lên được 100% credit. Mình nghĩ là cũng chưa có full tốc đánh anh em, cách tầm này thì cũng 2.2 mấy 2.3 mấy là mát rồi, chứ chưa có full được. Full là phải 2.5. 16 sát ở phút thứ 23 và chết có 3 mạng thôi. Mấy cái build đồ này thì chết càng ít thì anh em đầu đây mày càng rồi. Phải nói là trình độ anh em là hơi bị cao á, tại vì build đồ này rất là dễ chết. Không có giảm gian chiêu, anh em có thể thấy là phút thứ 23 rồi, build đồ này không có 1% giảm gian hoặc chiêu nào, anh em chỉ có thể dựa vào cái đòn đánh thường của mình mà chơi thôi. Chơi không nè, chọt không nè, vô nè. Come in. Mày là bài chọt thôi con nè anh em ơi, chuẩn bị xem nè. Một chọt. Cái gì chưa? Một chọt, ok. Hai chọt, ba chọt, bốn chọt. Phải đó phải là chip một kill chứ ta. Tại sao mất cái chip một rồi. Đó, siêu qua mày một chọt hơn nửa cây anh em. Khủng chưa? Thấy khiếp chưa? Quá ngon rồi. Cái con blue luôn ngon, lâu lâu được con blue này đầu đen có cái cảm giác giảm đi gian hồi chiêu nên nó cũng khá là ok. Với 10% này thì có thể làm được một cái kỳ tích nào hay không đây. Xin cái boss nào, xin cái boss mình lên farm lên đồ nào. Giờ ơi mày đi rừng thì mày farm rừng đi, nhìn lại cái rừng của nó mày không còn cái gì để farm luôn. Rồi ngon rồi, chọn phê được chứ anh em. Thật sự luôn á, mình lên cái build đồ này mình cảm giác nó đánh nó phê hơn rất là nhiều so với cái build đồ phải nói là sắc lực. Rồi ba món nè, và bốn món nè, phong thần kiếm, gieo điện, vô cực kiếm cũng như là ma vũ song kiếm. Món tiếp theo mình lên đó chính là tam hợp kiếm anh em. Một món đồ tăng cho anh em rất nhiều tốc đánh và cả đam nữa anh em. Và nó có cái thủy kiếm thì phải nói là gấp đôi đam luôn, quá phê. Bắn nè, súng nó nè, vô nè, tôi chưa có tí nha. Rồi ok, đợi nè, đợi tém vô nè. Rồi một mạng liền, xin cái mạng liền, con JC mình chọt một phát là chết luôn. À.
Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Úi giời ơi. Xin ma. Ôi trời ơi, chọt rồi đang quá phê, quá phê. Con này, con này. Tôi chọn một cái thôi. Khó khăn gì. Ôi, chết chết chết. Con bồi vậy là chết. Xuống bảy ghê quá. Lily nó đầu đen mày. Giết nó. Chẳng lẽ nó chạy được anh em. Không có dễ dàng chiêu chiêu nó hồi lâu quá anh em. Đầu đen mày. Khó chịu nha. Giết nó đi Lily ơi. What the fuck. Giết nó kìa. Chị giao. Tụi mày làm cái quần quỳ gì vậy. Sụp nó. Rồi xong rồi rồi. Chạy đâu nữa. Chơi ai nữa. Úi dồi ôi. Chạy đi em ơi. What the fuck. What. Đầu điên mày ngu chưa. Ngay hả mày. Vãi hàng được đi ly đó. Mà đi ly mình nó còn đứng đó chứ đi nó kẹp chứ. Coming boy. Ui mày nó về hết rồi, đầu đen. Bò này nó mút cái rò lên chọt. Không thốn là mấy anh em à. Wow chọt, đầu đen thành chăng phải nói lại vừa lờ luôn. Chọt 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 mà nè. Giỡn mặt. Nãy nếu mình nhớ không nhầm, nếu mình nhìn không nhầm thì đã full tốc đánh rồi nè, và nó lên hình như là 2.56 luôn không, nó nhìn không nhầm nha. 2.56 tốc đánh anh em. Chọt phải nói là mình chết chết hết. Thằng bò này chọt mình cảm thấy chọt nó khá là ok, nhưng mà nó khá là trâu. Chọt rồi nè, chọt rồi nè. Chọt rồi nè, em thấy chưa? Con này không cần skill nhiều. Nó chỉ cần tiếp cận bằng cái quy của mình và đầu đây mà chọt tới chết thôi. Ok. Thôi về 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 về. Muốn chơi thì chơi luôn không? Ok, chơi tôi về, chơi tôi về. Bằng cái quy mày, mất hồn. Ok, full đồ anh em. Tí nữa mình sẽ bán cái giày mình lên cái vũ điệu tử thần, hoặc là lên một cái món nào đó có hút máu. Mà mình nghĩ là cái vũ điệu tử thần là ok nhất, tại vì món đó là có hút máu duy nhất mà có giảm nhiên hồi chiêu anh em. Mình vừa lên cái đó là có dẫn dàng chưa có hút máu luôn, khá là ok. Full đồ rồi đây em ấy. Với 350 đam mình đang sở hữu, và cũng như là full tốc đánh, mình không nghĩ là full nữa mà nó đã vượt lên trên cái giới hạn full đó luôn rồi. Mình nghĩ là chắc giờ là boost cái nội tạ lên thì tầm 2.7, 2.8 tốc đánh là có thể nè. Và đam rất là nhiều. Boost cái R lên thì đam nó 400 mấy. Rồi chọn. Chọn mà nè, đông nữa, đông nữa, đông nữa, đông nữa. Đầu đi, không cân năm được đâu. Về liền đi em, ôi chết mất. Chọn nè, ý, chết liền. Ê, đông gì, đông gì, đông gì. Cảm ơn, ui. Ôi, chết rồi. Đông quá. Rồi, đậu. Rượt mình như rượt chó vậy. Năm đứa rượt luôn, vãi hàng này. Ok, bây giờ mình sẽ lên một cái món hút máu nào đó để farm thêm tí nữa đã. Bây giờ bán cái giày thì vẫn chưa có đủ tiền anh em. Đi nó làm cái quần què vậy. Nãy giờ không để ý chứ mình level 18 anh em ơi. Còn team mình thì chỉ mới level 15, 14 thôi. Mình level 18 mà team nó cũng chỉ mới level 14 thôi anh em. Sự khác biệt là cái số mạng mình đang cũng như là số quá mình farm đến thời điểm hiện tại. Ok, một màn solo kill rồi. Nelly với Swan đang farm đây. Yasuo có lóc, Yasuo băng lóc hụt rõ chúng cơ, nhưng mà Yasuo không có, Yasuo có tì đã bay vào nhưng mà ta không dám lao vào. Chơi rất là chắc chắn từ vị trí Yasuo. Ok, mình đã có thuốc lắc rồi nè, với gần 400 đam và boost cái R lên thì nó tăng nhanh em. Đầu đen mày phải là vài chục đam nữa, chặt chém phải nói là cả thế giới này. Lên cái tay một kiếm á, thì nó đã cho anh em
thêm 20% giảm nhân chiêu rồi. Tí nữa lần cái vũ điệu lửa hai tuổi thần thì không cái điệu gì đó anh em, thì nó sẽ cho lên thêm 10% nữa là 30%, khá là ổn. Coi nè, coi nè, một trọt anh em. Úi rồi ôi, chúng nha. Chọc rồi nè, chọc rồi nè, chọc rồi nè, chọc rồi nè. Tóc biến rồi, tóc biến rồi. Oh shit. Nhảy hụt mẹ luôn. Chọc bao nhanh luôn. Mày ý kiến gì? Ra đây nào. Úi, em xin lỗi rồi. Một đứa thôi. Chọc hết. Ok, giờ bán vài lần cái hút máu anh em, nãy giờ không có hút máu nên không có cần 3 con 4 được. Vẫn chưa đủ tiền ta. Chắc phải thêm tí nữa xong rồi mua đồ rồi. Nãy giờ chọn thì rất là mạnh, rất là lực, phải nói là ok đó anh em, nhưng mà rồi đây mày không có hút máu nên nó không có quẩy được. Solo 1-1 thì không lần nào lạ rồi anh em. Một bàn được bắt ở đây, Shinya bay vào, Yasui đấm Ere, Nidalee bay vào, đang chọt, Shinya đang cố gắng quẩy nhưng mà quan quy hụt đến từ Nidalee rồi, một mạng cho Shinya. Yasui có vẻ như là không có hứng thú gì với cái màn solo kill này nên anh ta quyết định đẩy quá thôi. Còn mình này đầu đen mày vẫn đang chật vật với cái lỗ lên đồ này. Đeo farm nốt red, thôi mồi ăn thêm vài bãi quá nữa. Nhưng mà nhìn cách đi của thằng mặt nùi di là thôi bỏ thôi. Cái cách đi của con nùi di là đầu điên mày, nó muốn ra ăn red rồi mà nó thằng đi rừng nên không bây giờ giành được nó đâu. Ở phải nốt bãi này là đủ rồi anh em. Chơi xin Di ơi, Di cho tao ơi. Rồi cảm ơn nha bạn, hiểu ý luôn hót đủ tiền anh em, mà một pha đầu đây mà combat thiếu gì với mặt nùi của mình rồi. Đây mình đã làm cái gì? Tao hút máu rồi đầu em, tao có hút máu rồi, tao có hút máu rồi. Chết mày, chết mày rồi. Lùi về, lùi về, I come in boy. Vũ đó nha, vũ đó nha, cần được. Tao hút máu là cần được. Giờ tự tin lắm anh em. Xúc đó, xúc đó. Chọc, chọc, đầu đen. Tao chọc, tao chọc, tao chọc. Thằng chọc thằng bò nó không thấm anh em ơi, đầu điên mấy. Chọc rồi nè, hết anh ti rồi, chết rồi nè. Hồi chọt là chọt thường còn hơn là Nghi nó chém nữa. Mình tóc đánh còn nhiều hơn thằng Di nữa nè em. Có hút máu rồi thì phải nói là đầu này mày bao phê rồi. Cái gì? Chọt mà nè, chọt mà nè, chọt mà nè. Mất lực chưa? Hồ ngon. Quên luôn em ơi, quên luôn đi. Quên luôn. Gì làm gì? Quên nè. Trời ơi, chặt trụ anh em, trời. Ôi, sao không quên đi? Quên được. Để nó chọn. Ôi, sao không quên ta? Mấy thằng này nó nhanh rồi. Một chọt cho thôi. Vãi, cần luộc, cần được, mày chọt hết. Trời ơi. Sức mạnh của cái build đồ này đã được chứng minh ở giây phút cuối cùng anh em. Full chiến mạng, full đắp đánh. Và chỉ cần một chút hút máu thôi là nó có thể cân được hết cái team đó rồi. Cái thằng này trâu gì? Wow, cái thằng này nó trâu thiệt chứ. Ok, về GG mấy tập này đây, hẹn gặp lại anh em vào đường sau. Bye bye.